Tiêm kích Trung Quốc bay trên đầu chiến hạm Mỹ. Trung Quốc công bố video tiêm kích J-15 áp sát tàu khu trục Mỹ giữa lúc căng thẳng eo biển Đài Loan vẫn ở mức cao. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 26 tháng 9 công bố video biên đội tiêm kích hạm J-15 bay thấp trên đầu một tàu khu trục lớp Aleberg của Mỹ nhưng không cho biết thời gian và địa điểm quay video. Video được quay từ buồng lái của chiếc J-15 dẫn đầu cho thấy hai phi cơ dường như không mang theo vũ khí và hệ thống gây nhiễu ở đầu cánh. Biên đội J-15 di chuyển dọc theo mạn phải của tàu chiến Mỹ ở độ cao nhỏ nhưng không bay qua đầu chiến hạm. Quân đội Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về hình ảnh. Giới chuyên gia phương Tây nhận định vụ chạm trán có thể diễn ra tại eo biển Đài Loan trong một đợt di chuyển của tàu chiến Mỹ qua khu vực. Các hình ảnh được CCTV công bố một tuần sau khi Hải quân Mỹ thông báo khu trục hạm USS Higgins thuộc lớp Aleberg cùng hộ vệ hạm Canada HMCS Vancouver thực hiện chuyến di chuyển định kỳ qua eo biển Đài Loan. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ tuyên bố hoạt động thể hiện cam kết của Mỹ và đồng minh, đối tác với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và mở rộng. Trong những năm gần đây, chiến hạm Mỹ và các quốc gia đồng minh thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan. Các hành động như vậy thường mất từ 8 đến 12 tiếng và được quân đội Trung Quốc giám sát chặt chẽ. Trung Quốc chỉ trích dữ dội các chuyến đi qua eo biển Đài Loan của chiến hạm Mỹ, gọi đây là hành vi khiêu khích và phô trương, phá hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan cũng như gây ra rủi ro an ninh trong khu vực. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Căng thẳng tại eo biển Đài Loan leo thang sau khi chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Quân đội Trung Quốc đã tổ chức đợt diễn tập với quy mô chưa từng có quanh đảo Đài Loan để phản ứng trước sự kiện này. Trong khi đó, Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc của Trung Quốc nhưng vẫn duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại. Trung Quốc từng cảnh báo quan hệ giữa nước này với Mỹ sẽ bị phá vỡ nếu không xử lý đúng cách vấn đề Đài Loan. Trung Quốc bác cáo buộc của Đài Loan về UAV. Trung Quốc bác cáo buộc máy bay không người lái liên tục quấy rối quanh Đài Loan, gọi đây là sự việc không đáng làm ầm ĩ. Máy bay không người lái UAV của Trung Quốc bay trên lãnh thổ Trung Quốc, đây không phải điều đáng làm ầm ĩ lên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo hôm 29 tháng 8. Tuyên bố của ông Triệu được đưa ra sau khi Đài Loan cáo buộc Bắc Kinh liên tục điều máy bay không người lái quấy rối quanh hòn đảo và hành động không khác gì những tên trộm. Trên mạng xã hội Trung Quốc tuần trước lan truyền video hai binh sĩ Đài Loan tại chốt gác của đảo Kim Môn tỏ ra ngỡ ngàng khi phát hiện một chiếc flycam ở khoảng cách gần. Những người lính này sau đó ném nhiều hòn đá về phía flycam để xua đuổi. Lực lượng phòng vệ Đài Loan xác nhận đây là hình ảnh thật, thêm rằng sự việc diễn ra khi một flycam dân sự bay trên chốt gác. Ông Triệu Lập Kiên nói rằng ông đã xem video này. Cơ quan đối ngoại Đài Loan bày tỏ tức giận trước bình luận của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Cổ nhân có câu rằng những người không được mời đều là kẻ trộm, dù đó là hành vi phá cửa hay nhìn trộm từ trên không, người dân Đài Loan đều không chào đón những kẻ trộm như vậy, phía Đài Loan ra tuyên bố. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby không xác nhận thông tin về các UAV quanh Đài Loan, song nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục cố gắng thiết lập tình trạng bình thường mới cho các hoạt động quanh hòn đảo, bao gồm điều tàu thuyền và máy bay vượt qua đường trung tuyến. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Kể từ sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, căng thẳng quanh hòn đảo gia tăng khi quân đội Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật quanh hòn đảo, động thái được cho là vấn đề phản ứng với chuyến thăm. Trung Quốc cũng áp lệnh trừng phạt lên bà Pelosi và hạn chế thương mại với đảo Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 25 tháng 8 thông báo đã phát triển thành công hệ thống phòng thủ điều khiển từ xa chuyên chống UAV. Chi tiết về hệ thống này không được tiết lộ, nhưng dường như nó sử dụng một số UAV để đối phó phi cơ không người lái của đối phương. Tàu chở tiêm kích tàng hình Mỹ tiến vào Biển Đông. Chiến hạm USS Tripoli của Mỹ mang theo 20 tiêm kích tàng hình F-35B tiến vào Biển Đông sau thời gian hoạt động trên biển Philippines. Bản đồ do Viện Hải quân Mỹ USNI công bố ngày 29 tháng 8 cho thấy tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Mỹ đang hoạt động trong khu vực phía nam Biển Đông. Chưa rõ thời điểm chiến hạm Tripoli tiến vào vùng biển này. Ảnh được Hải quân Mỹ công bố ngày 25 tháng 8 cho thấy tàu đổ bộ tấn công Tripoli một ngày trước đó hoạt động trên biển Philippines. Đến ngày 26 tháng 8, Hải quân Mỹ công bố bức ảnh mới, cho biết nó được chụp khi chiến hạm Tripoli di chuyển trên Biển Đông. Chiến hạm Tripoli rời căn cứ Hải quân San Diego, bang California ngày 2 tháng 5 trong đợt triển khai độc lập tới khu vực Tây Thái Bình Dương. Đợt triển khai này nhằm đánh giá ý tưởng tàu sân bay hạng nhẹ của Thủy quân lục chiến Mỹ, cũng như năng lực của chiến hạm Tripoli trong hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay.
Khái niệm tàu sân bay hạng nhẹ được Mỹ đưa ra nhằm biến các tàu đổ bộ tấn công thành nền tảng vận hành tiêm kích tàng hình F-35B. Khái niệm này lần đầu tiên được Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ áp dụng trong đợt diễn tập ngày 30 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 khi 20 tiêm kích F-35B vận hành trên tàu Tripoli biến nó thành một tàu sân bay hạng nhẹ. Trong khi chiến hạm Tripoli hoạt động trên Biển Đông, hai tàu tuần dương hạm tên lửa USS Antietam và USS Chancellorville của Mỹ ngày 28 tháng 8 đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên chiến hạm Mỹ đi qua eo biển này sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8, hoạt động khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt. Mỹ nhiều lần điều các nhóm tác chiến tàu sân bay và đổ bộ tấn công tới Biển Đông, tuyên bố hoạt động này nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và mở rộng. USS Tripoli là chiến hạm thứ hai thuộc lớp America, mỗi tàu trị giá khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ, có lượng giãn nước hơn 45.000 tấn. Hải quân Mỹ biên chế Tripoli tháng 7 năm 2020, chiến hạm chở theo 1.204 thủy thủ và 1.687 lính thủy quân lục chiến. Các chiến hạm lớp America có thể di chuyển với vận tốc tối đa 41 km/h, được trang bị hai bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116, hai bệ phóng tên lửa phòng không tầm trung RIM-162, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20mm. Chiến hạm có thể triển khai các loại tiêm kích cất cánh thẳng đứng như F-35B hoặc AV-8B Harrier 2, trực thăng Lai MV-22B cùng nhiều loại trực thăng khác như CH-53K, UH-1I, AH-12 và MH-60S. Đài Loan dọa đáp trả nếu tàu chiến Trung Quốc áp sát bờ biển. Đài Loan tuyên bố tự vệ và tấn công đáp trả tàu chiến máy bay Trung Quốc tiến vào khu vực 12 hải lý quanh hòn đảo. Các quan chức lực lượng phòng vệ Đài Loan trong cuộc họp báo hôm nay cho rằng những đợt tuần tra cường độ cao do quân đội Trung Quốc tiến hành xung quanh hòn đảo cũng như tham vọng biến eo biển Đài Loan thành khu vực nội thủy của Bắc Kinh là nguồn gốc gây bất ổn trong khu vực. Lực lượng phòng vệ sẽ thực thi quyền tự vệ và tấn công đáp trả mà không có ngoại lệ với những máy bay, tàu chiến tiến vào vùng trời và vùng biển trong phạm vi 12 hải lý quanh Đài Loan. Lin Wen Huang, phó tư lệnh phụ trách tác chiến và tham mưu của lực lượng phòng vệ Đài Loan nói. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu này. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Căng thẳng xung quanh Đài Loan leo thang sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm hòn đảo ngày 2 và 3 tháng 8. Trung Quốc đã phản ứng gay gắt bằng cách tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có tại 6 khu vực quanh đảo Đài Loan và áp lệnh trừng phạt lên bà Pelosi. Máy bay và tàu chiến Trung Quốc gần đây thường xuyên tuần tra ở những khu vực quanh đảo Đài Loan, trong đó nhiều lần phi cơ quân sự Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan. Máy bay không người lái UAV của Trung Quốc cũng nhiều lần liên tục áp sát các chốt đóng quân trên đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, cách bờ biển đại lục khoảng 3 km. Bộ Chỉ huy phòng thủ Kim Môn hôm 30 tháng 8 cho biết lực lượng của họ đã bắn pháo sáng xua đuổi và nổ súng cảnh cáo UAV Trung Quốc tiếp cận đảo Erdan thuộc quần đảo Kim Môn. Đây là lần đầu tiên Đài Loan bắn cảnh cáo thiết bị bay của Trung Quốc tại khu vực đảo Tiền Tiêu nằm ngay gần lãnh thổ đại lục.